Chào mọi người nhá. Hôm nay cả nhà mình lại đi bắt cá suối tiếp. Hôm nay đoàn có em Bách, anh Hào với anh Sơn. Anh Sơn, cá đây rất nhiều các bạn ạ. Đây mặc dù suối Đài Loan nhưng rất chi nhiều cá. Đây bọn mình giải lưới đây. Đây, thành quả đây. Thành quả sau 30 phút anh em mình bắt đây. Cá rất nhiều. Toàn cá ba khính. Có cả cá rô phi. Nhưng tuyệt ngon nhất là những con cá những cá khính này. Nó được nổi tiếng là cá ngon nhất trong cá suối. Và được cả con cua suối này nữa. Cua suối nhìn rất đỏ và đẹp. Thôi thả đi. Bé quá, thôi để bao giờ to thì bắt. Đây là con cá mương đây, cá mương suối này, cá mương suối Đài Loan này. Rất đẹp. Đấy. Giờ cũng đến giờ trưa bọn mình giờ mổ cá lướng cá ăn trưa. Cả đoàn ai cũng đói rồi. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mấy anh em đi vùng đông bắc của Đài Loan. Bắt những con cá suối rất chi là ngon. Đây, gặp đàn cá suối to tuyệt vời luôn. Anh em đang chế biến để cải thiện bữa trưa. Rất nhiều. Đây, người nhìn tay, son. Quay cả mặt em bằng cổ tay. Đấy, cổ tay luôn. Thấy rồi, toàn cá to. Cá này được nổi tiếng là ngon nhất cá trên cái dòng cá suối. Cá này rất chắc các bạn. Béo lắm. Lòng béo. Đó. Nó ở suối cho nên nó rất sạch. Cảm giác như là có thể ăn luôn được cả lòng ruột của nó. Này trên Tây Bắc nó làm quẩy thôi. Ăn. Nó Tây Bắc nó đâu cần phải ấy đâu. Nó cứ thế ăn. Cá ruột ấy. Ừ. Anh Sơn làm ngon. Đây cá này nó cũng sạch như thế, suối nước trong mình uống được cơ mà. Cái loại này thấy bảo là chỉ ăn độc rêu không thôi, nó không ăn gì khác. Nó chỉ ăn rêu thôi. Loại này nó ăn rêu, nó không ăn khác như là câu rất khó. Con này không cắn. Chỉ ăn rêu. Đây anh quay về giống cá anh chưa? Đấy. Con ấy nhiều. À đông mấy con. Thì còn một thợ đang quét ở vùng kia. Bác làm gì đấy? Con gì đánh con cá chép này? Hôm nay anh em nghỉ cho nên là... Đấy em xử lý cho. Nó chạy trên rồi à? Để còn năm rồi con đéo gì. Không phải con biết con chép không như em nói là con chép. Các bạn nhìn suối trong. Suối như là suối Lê Ly luôn. Trong suốt. Nhìn độ sâu nó hàng mét. Vẫn nhìn này đấy. Nhìn vậy thôi nhưng sâu lắm các bạn. Có những chỗ là mình không dám lội ra. Mấy thanh niên nó vùng vẫy mới ra được. Mong mọi người thấy video hay hãy chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của anh em bên Đài Loan này. Tuy ở Đài Loan nhưng mà cũng giống Việt Nam, cái gì cũng có. Cá suối nào, chim trời, cái gì cũng có. Từ ngày có xạ thủ Hào sang đây là anh em được ăn chim mướt. Nhiều chưa? Từ con cá này, cá mướt rồi. Được không? Thôi, nữa đi. Ăn rô phi à? Thôi, rô phi ăn không ngon. Đúng rồi. Không, nó tưởng nó không có cá này. Anh Sơn nào đủ ăn chưa? Cũng đủ ấy nhỉ? Còn, phết đấy. Còn cơm cháy nữa mà. Cơm. Nhìn đấy, cá, tàn cá. Đấy. Bắt ngang. Thôi tắt đi để tí nữa. Các bạn thấy hay đăng ký kênh và chia sẻ nhá. Anh em chuẩn bị đi nổi lửa, lát lại gặp lại các bạn sau. Rồi. Kẹp cá lướng ấy.
Kinh nghiệm kẹp khăn nướng là con dưới cùng là phải con bé bé. Này đang đầu bếp tân này. đang kẹp cá này nướng. Con này kẹp to này, cá to này. Các bạn nhìn thấy ngon không? Cá suối đấy. Toàn con cá béo mâm. Này hai kẹp hết rồi. Hai kẹp à? Thế các bạn thấy kẹp cá suối ngon không? Đây là đang lội lửa chuẩn bị. Có anh Sơn hôm nay khách mời là có anh Sơn để cùng chuyến trải nghiệm này. Rồi kẹp cá suối các bạn thấy ngon không? Đừng cổ tay rất ngon. Đây trao cho anh Sơn kẹp cá nghìn đô này. Nghìn đô. Quay cho anh Sơn đấy trở vào. Quá ăn nhưng mà thôi. Từng đấy anh đủ cá chưa? Nhiều lắm như này, nhiều lắm. Nhìn thấy đâu rồi. Ăn một bữa. Mỗi ông ba con này ngất ngây. Cho ba kẹp. Anh Bách Nhơn đang lóp ngóp vẫn bắt cá ở trên này. Con cá to à? Đang đánh rình. Anh đang rình để bắt bằng được con cá to đấy. Con này to quá. Được con nào nữa không? Trên đây quả này có tăng quả voi chứ. Kìa. Rừng cao. Quay vòng quanh đẹp không? Đẹp mỹ mãn luôn. Việt Nam chưa chắc có cảnh như này. Việt Nam chỉ lối rừng chứ không có cao. Đẹp trẻ đâu cái lạc. Anh Sơn chả cái nào để buộc vào đây dưới không nó chạy mất. Không được. Không được. Ý nè, mọi người nhìn thấy chưa? Kẹp cá. Được rồi. Bữa cơm đã ổn định được 80% rồi. Cá đang vàng. Và rơi ra những giọt mỡ thơm nừng. Các bạn nhìn thấy cặp cá những hấp dẫn không? Cá suối đấy. Đây mình có bổ trợ cho chỗ cá này bằng hai miếng cơm nướng vàng. Nướng mỡ hành rất chi là thơm ngon và thêm bát muối ớt. Rất ngon. Giờ trong nhà ai đang đói? Đây anh Hào đang vót đũa. Anh Hào là ngày xưa là vót đũa chuyên nghiệp, đưa chuyên bán. Nhưng sau bây giờ máy móc nó phát triển nhiều nên đũa người ta làm bằng máy nên anh Hào bỏ nghề sang Đài Loan. Kiếm cá cùng anh em. Còn em Bách đây, em Bách là làm nghề xuống nước nhưng mà dạo này nước bẩn cá không nhiều nên em phải dạt sang Đài Loan bắt cá suối. Em vẫn đang bắt đây, túi cá em vẫn để đây. Em vẫn đang tìm những con cá lạc lõng mắc vào lưới để em bắt. Đây còn anh Sơn ngày xưa có tham gia hoạt động của xã đoàn nhưng mà gần đây anh nghỉ hưu rồi thì anh sang Đài Loan du lịch thì cùng với anh em tham gia chuyến dã ngoại. Anh Sơn phát biểu thế nào khi nhìn những dàn cá ngon như thế này? Lần đầu tiên được đi suối Đài Loan thật tuyệt vời. Được. Những phong cảnh cũng như là những cái khu mà để vui chơi này mình ở Việt Nam chưa được đi này. Được. Đây, hấp dẫn nhất là mấy kẹp cá này. Ngon. Thôi được, giờ chúng tôi cũng đói, giờ chuẩn bị bác bếp. Bác Mâm lên ăn.